này vừa được tập huấn từ bên Lào về, cho nên là đô vật nào cũng đang sở các miếng đánh của bên Lào. Thờ cơ quý khí cầm máy cắt quyền lại xoay xoay đô vật là chân như vậy trọng tài chua các đô vật đã chào khán giả. Ban tổ chức chúng tôi xin mời các nam hay nữ của làng các anh chị mạnh dạn vào đăng ký với ban tổ chức để được vào thân. Thank you.